Anh chàng này là một công nhân đập đá ở Côn Lôn. Tuy nhiên hàng ngày sư phụ bắt anh chạy 30 km theo xe máy khắp thành phố, xúc miệng 500 cái hít xa, sau đó vần lốp xe tải lên đỉnh một quả đồi, lên đồi thì lại vần xuống dưới. Kéo 100 cân sắt vụn quanh công trường không ngừng nghỉ, dùng xích máy cầu khổng lồ làm tạ tay để tăng cường cơ bắp cho cú đấm. Để nâng cao sự nhanh nhẹn, sư phụ bắt anh nhảy qua các lốp xe để đôi chân có thể di chuyển một cách chuẩn xác, nhảy dây 3 tiếng liên tục để phát triển toàn diện các cơ. Nhận thấy thể lực của anh đã tốt, sư phụ bắt đầu truyền dạy cho anh những tuyệt kỹ MMA. Luyện ngày không đủ, hai thầy trò lại tranh thủ luyện đêm, bất cứ nơi nào và bất cứ nơi đâu cũng trở thành phòng tập. Chỉ một thời gian ngắn, anh đã đánh bại mọi đối thủ trên sàn đấu. Vậy điều gì đã khiến cho anh ta có nghị lực như vậy? Thì mời các bạn hãy cùng mình đón xem một siêu phẩm võ thuật MMA truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới mang tên võ đài tranh đấu này nhé! Tư Tề là một công tử con nhà giàu, tuy nhiên nhìn bề ngoài thì không ai bảo anh là một thiếu gia con nhà tài phiệt. Bạn thân của anh là Đại Bảo thì hoàn toàn ngược lại, cũng là công tử nhưng mà nó khác lắm. Mặc vest đi siêu xe, gái theo cứ phải gọi là hàng container, bố chết thì cho là cung hỉ vì được kế thừa gia sản thoải mái ăn chơi đập phá. Tư Tề lại không như vậy, cậu ăn mặc giản dị, sống tự lập, không xài tiền của bố và sống một cuộc sống yên bình. Tuy nhiên, một bài báo đã phá vỡ sự êm đềm đó, cha cậu đã phá sản nợ 1 triệu và bỏ trốn mất tích mấy ngày qua mà cậu không hề hay biết. Bạn thân Đại Bảo biết được tin này lập tức bốc hơi, đúng là thân ai người đấy lo. Tuy nhiên Tư Tề không thể bỏ mặc bố mình, cậu tìm thấy ông đang say mềm ở một quán bar nên lập tức cõng về nhà. Từ bỏ những ước mơ còn đang dang dở, Tư Tề bắt đầu lao động cần lực để trả nợ cho cha mình. Vô tình một ngày nọ, anh biết được một cuộc thi đấm bốc tự do với phần thưởng đè trên người lên tới 2,7 triệu đô la Mỹ. Biết rằng cứ tiếp tục đập đá thì có đến đời con cháu cũng không thoát kiếp nợ nần, anh liền tìm tới một phòng tập đấm bốc để tìm huấn luyện viên dẫn đường chỉ lối. Cậu nói mình đã đăng ký thi đấu quyền anh và 3 tháng nữa sẽ phải lên võ đài. Huấn luyện viên không nhịn được cười vì thời gian quá gấp thì sao làm được. Tuy nhiên, anh ta vẫn muốn cho Tư Tề thử sức. Nhìn đối thủ của mình nhỏ con tưởng rằng dễ xơi, ai dè chưa được vài chiêu, anh đã bị võ sĩ này đấm cho tê tua. Liên tục bị ăn dã lên bờ xuống ruộng, Tư Tề không ngờ rằng trên sàn đấu lại khốc liệt đến thế. Đang lúc tuyệt vọng vì không biết có giữ được cái mạng này không, chứ nói gì đến chuyện kiếm tiền, thì một anh lau sàn lên tiếng. Đỡ đòn bằng thì như cậu không chết thì cũng ngồi xe lăn, lần sau đỡ bằng xương chân chắc chắn sẽ khác bọt. Hôm sau, Tư Tề vô tình thấy anh ta đấm bốc một mình, những cú đấm vô cùng nhanh và mạnh khiến cậu có phần bất ngờ, hỏi ra mới biết anh ấy là Chính Huy, từng là quyền vương không địch thủ vang danh một thời. Đáng tiếc vì tiền mà anh đã nhầm đường lạc lối, là nhà vô địch nên tất cả mọi người đều đặt cược cho anh. Vậy nên một ông chủ muốn anh bán độ giả thua 2 trận đấu để kiếm lời bất chính. Sau đó Trình Huy đã phải vào tù chăn kiến với tội danh dàn xếp tỷ số trận đấu cùng xã hội đen. Sự nghiệp tiêu tan, tiền tài tiêu tán, anh chỉ biết chìm đắm trong men say mà không gượng dậy được. Thấm thoát đã hơn 40 nồi bánh chưng, Trình Huy vẫn cô đơn lẻ bóng một mình và chỉ có khoản nợ khổng lồ là bạn tri kỷ. Bị bọn cho vay nặng lãi rượt chạy toát hết cả mồ hôi trên lẫn mồ hôi dưới, anh đành đến Macau để lánh nạn. Tại đây, Chính Huy được một người bạn giới thiệu cho công việc lau sàn tại phòng tập. Quá khứ huy hoàng và những sai lầm của tuổi trẻ luôn đeo bám anh. Tuy nhiên tình yêu đối với đấm bốc thì không bao giờ vụt tắt, chỉ là tuổi quá cao nên làm anh nhụt chí. Nhìn thấy Chính Huy có thân thủ phi phàm, Tư Tề liền ngỏ ý, anh có thể dạy tôi đấm nhau được không? Chính Huy lập tức từ chối, ốc còn chưa lo nổi mình ốc thì lo được cho ai? Cuộc sống của cựu quyền vương lúc này cũng rất khó khăn. Sau khi đến Macau, anh đến trọ trong một căn nhà của hai mẹ con Tiểu Thúy. Họ cũng có một số phận vô cùng đáng thương, cô ấy bị chồng cắm 2 chiếc sừng to tướng trên đầu, sau đó bỏ lại ba mẹ con chạy theo gái ngành chuyên bán rau răm. Tiểu Thúy đau khổ chìm trong men say, cậu con trai chơi trong phòng tắm vô tình ngã vào bồn nước và qua đời. Mất đi người con trai, cô như người tâm thần. Chính Huy rất tốt nên anh vô cùng cảm thông và chia sẻ với hai mẹ con. Nhà ruột thì cùng tắt nước, mưa lớn thì cùng trồng cây. Tai nghe của Tiểu Thúy bị hỏng thì anh liền dành dụng tiền mua cho cô cái khác. Và rồi đến một đêm nọ, Chính Huy nhìn thấy Tư Tề bị ông bố nát rượu đánh cho chảy máu đầu, thì ra bố anh bấy lâu nay vẫn không hề thay đổi, vẫn chìm đắm trong men say quậy phá khắp nơi. Ông ta chửi Tư Tề là đồ vô dụng, đã 30 tuổi đầu mà chỉ trên giang dưới cắt tút chẳng có gì trong tay. Nhưng Tư Tề không nói một lời nào, vẫn ở bên cạnh và bảo vệ ông. Chính Huy không chỉ nhìn thấy nỗi khổ của cậu thanh niên này mà còn cảm nhận được anh ta có một nhân phẩm hiếm có. Anh liền giúp Tư Tề đưa cha về nhà, sau đó còn băng bó vết thương cho anh. Trước khi ra về, Tư Tề lại một lần nữa xin Trình Huy nhận anh làm đệ tử. Thương hoàn cảnh của anh, Trình Huy đã đồng ý. Tuy nhiên anh nói rằng phần thưởng phải chia 6-4, anh 6 tôi 4. Tư Tề lập tức đồng ý làm cho Trình Huy thấy ngại. Dù gì cũng là cậu chịu đòn, cậu 6 tôi 4 vậy. Tư Tề vui như bố đẻ em bé không để đâu cho hết. Chỉ còn 2 tháng rưỡi nữa là cuộc thi diễn ra, nếu như không thành quyền thủ xuất sắc thì rất có thể sẽ phải lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Hai thầy trò không còn cách nào khác đành phải điên cuồng lao vào khổ luyện, thể lực là điều quan trọng nhất. Sư phụ bắt Tư Tề hàng ngày chạy 30 km theo xe máy khắp thành phố, xúc miệng 500 cái hít xà, sau đó vần lốp xe tải lên đỉnh một quả đồi, lên đồi thì lại vần xuống dưới, kéo 100 cân sắt vụn quanh công trường không ngừng nghỉ, dùng xích máy cầu khổng lồ làm tạ tay để tăng cường cơ bắp cho cú đấm. Để nâng cao sự nhanh nhẹn, sư phụ bắt anh nhảy qua các lốp xe để đôi chân có thể di chuyển một cách chuẩn xác, nhảy dây 3 tiếng liên tục để phát triển toàn diện các cơ. Càng ngày ý chí của Tư Tề càng lớn, dù cho cha cậu có bê tha cỡ nào thì Tư Tề vẫn không hề chùn bước. Anh vẫn âm thầm chăm sóc cha và nuôi chí lớn. Chỉ sau một thời gian ngắn, cơ thể của Tư Tề đã trở nên vô cùng cường tráng. Nhận thấy thể lực của anh đã tốt, sư phụ bắt đầu truyền dạy cho anh những tuyệt kỹ MMA.
Một quyền thủ nhất định phải thiết lập tiết tấu ra đòn cho riêng mình, những cú đấm không chỉ nhanh, mạnh mà còn phải chuẩn xác. Bên cạnh đó, những đòn đánh giả để đánh lừa đối phương cũng vô cùng quan trọng, không được dùng nhiều lực vào những cú đấm giả này, chúng phải nhẹ nhàng như mây bay nước chảy, chỉ khi nắm bắt được cơ hội, lúc đó mới dành toàn lực đấm thật mạnh để hạ gục đối phương. Khi đã có được những cú đấm nhanh liên hoàn cước thì quyền thủ nhất định phải có cú đấm thật uy lực, không những thế, công thủ phải song toàn, tấn công có tốt bao nhiêu mà không biết phòng thủ thì cũng sẽ nhanh chóng bại trận trước đối thủ mà thôi. Tuyệt chiêu phòng thủ tốt nhất đó chính là anh hùng né, quyền thủ phải luôn trong tình trạng né đòn để không bị động trước mọi cú đấm. Luyện ngày không đủ, hai thầy trò lại tranh thủ luyện đêm, bất cứ nơi nào và bất cứ nơi đâu cũng trở thành phòng tập. Dù sức cùng lực kiệt, sư phụ vẫn đấm từng cú thật mạnh vào bụng anh. Nhìn thấy thể lực và kỹ năng của Tư Tề đã đạt chuẩn, sư phụ cảm thấy Tư Tề không thể giống như mình, chỉ biết hạ gục đối thủ bằng nắm đấm mà không biết các đòn khóa của đối phương. Tuy nhiên Tư Tề nói huấn luyện viên bận dạy cho A Dân, đệ tử của anh ta cũng đăng ký thi lần này mà không dạy cho mình. Ngay lập tức, Chính Huy đã lên tiếng xin sự giúp đỡ cho Tư Tề, tuy nhiên vị huấn luyện viên này lại coi thường họ. Anh ta yêu cầu Chính Huy phải đấu với mình, nếu đủ bản lĩnh để chiến thắng thì anh ta mới chịu dạy. Thực ra Chính Huy đã 20 năm chưa lên sàn đấu, nhưng vì sinh mệnh của cậu học trò, anh đành đeo găng tham chiến. Tay lão luyện vẫn là tay lão luyện, mỗi một bước di chuyển chứa đựng đầy kinh nghiệm, mỗi một cú đấm đều đầy am hiểu, những đòn đánh của đối phương còn chẳng có cơ hội chạm vào người anh. Cuối cùng một cước chí mạng được tung ra knock out vị huấn luyện viên kiêu ngạo. Tư Tề vui như bố để em bé lần hai, tuy nhiên bả vai sư phụ đã bị chật khớp, Tư Tề vô cùng lo lắng nhưng Chính Huy bẻ một cái lại về vị trí cũ ngay, điều này khiến anh vô cùng kinh ngạc. Chính Huy nói chuyện này như cơm bữa mà thôi. Những ngày sau đó Tư Tề bắt đầu học các đòn khóa, huấn luyện viên không dạy cho cậu khóa trước mà dạy cho cậu cách hóa giải các đòn khóa trước, có phá được khóa thì mới biết được nguyên lý hoạt động để chế tạo ra một chiếc khóa tốt hơn. Tư Tề sở hữu tay chân đều dài nên đòn khóa sẽ trở thành một lợi thế, nếu như biết vận dụng thì sẽ khiến đối thủ khóc thét không thôi. Cuối cùng ngày thi MMA cũng đã đến, trận đấu đầu tiên là của gã to con có biệt danh quai búa với học trò cưng của vị huấn luyện viên là A Dân. Rõ ràng gã to con có nhiều kinh nghiệm đã chiếm lợi thế ngay từ ban đầu. A Dân dường như không thể nào đánh trả trước những đòn tấn công liên tục của hắn ta. Cuối cùng là những cú đấm như vũ bão vào hàng tiền đạo ngất luôn tại trận. Gã to con cao 1m80, nặng 74 cân này cũng chính là đối thủ của Tư Tề trong trận đấu thứ hai. Đối diện với đối thủ đầu tiên trong đời mạnh đến thế, Tư Tề biết phải đánh thế nào đây? Cha Tư Tề nhìn thấy anh trên TV thì há hốc mồm ngạc nhiên. Trước khi ra sân, Chính Huy đã nhắc lại anh chiến thuật một lần nữa và dặn không được run sợ, sợ một lần thì sẽ thua cả đời. Gã khổng lồ hiện đang là chủ đài nên chỉ cần Tư Tề giữ hòa hai hiệp thì sẽ chiến thắng. Bước vào trận đấu, Tư Tề dùng những bước di chuyển mà sư phụ đã dạy khiến đối thủ xoay như trong chóng. Sau đó nhân cơ hội ra đòn giành thế thượng phong, gã khổng lồ lúc này mới điên tiết dồn anh vào góc hàng rào rồi lên gối xuống chỏ đánh anh bầm dập. Chẳng được mấy chốc, Tư Tề liền bị đối phương khóa cổ, nhanh chóng anh đã giải được. Gã khổng lồ tiếp tục quần ngã rồi lại khóa vai anh, Tư Tề lại giải được. Cuối cùng hắn ta cưỡi lên người đấm thật mạnh, anh không thể thoát ra được mà chỉ có thể cầm cự cho hết hiệp đấu mà thôi. Hiệp một kết thúc, Tư Tề bị thương không ít, biết được thế mạnh của gã khổng lồ là quét trụ, sư phụ nói với cậu hắn ta chắc chắn sẽ ra đòn đó, tuy nhiên cậu đừng né, hắn đá cậu một cú, cậu trả lại một đấm, dáng chịu đòn sẽ giành chiến thắng. Hiệp thứ hai bắt đầu, đúng là gã khổng lồ sẽ ra đòn quét trụ, đá phát đầu tiên ăn ngay một đấm, đá cú thứ hai lại ăn tiếp một đòn, hắn ta nổi điên ép Tư Tề xuống đất đánh bầm dập, Tư Tề phản kháng cũng không thể thoát khỏi hắn ta. Nhìn thấy con mình bị đánh mà không nản chí, cha Tư Tề đã hoàn toàn có cái nhìn khác về anh. Thấy Tư Tề không ổn, trọng tài đành phải ra lệnh tạm dừng để kiểm tra, nếu không đủ sức khỏe thì sẽ bị phán thua. Rất may trận đấu vẫn tiếp tục, anh lại bị quật ngã ra sàn, sau đó ngay lập tức bị khóa chân. Ngay lúc sắp bị khóa cứng người thì hiệp 2 kết thúc, giữ hòa được 2 hiệp nên Tư Tề đã thắng. Sự nghiệp đấm bốc bắt đầu từ đây, với ý chí phi thường, dù thương tích đầy mình anh vẫn cứ tiến lên. Trong một trận đấu nọ, Tư Tề bị đánh gãy xương mũi, anh không chịu thua mà nhờ sư phụ nắn chỉnh tại chỗ xé đau ruột gan để tiếp tục thi đấu. Đối thủ lần này là võ sĩ có sở trường khóa đối phương dưới đất, chính vì thế Tư Tề cứ đứng dậy lại bị hắn ta quần ngã ra sàn, không còn cách nào khác, Tư Tề đành phải lấy độc trị độc, đừng tưởng mình mày mới biết khóa, mày khóa thì bố mày cũng khóa. Khi bị hắn khóa tay sắp hẹo, Tư Tề liền luồn qua chân thoát ra được, hắn ta lại khóa xương bả vai, lần này khiến anh đau đớn không thôi, ngóc đầu lên lại bị vật xuống nhưng vẫn không hô dừng, điều này khiến các bình luận viên và khán giả vô cùng kinh ngạc trước sự lì đòn của anh. Cuối cùng Tư Tề lộn ngược người hóa giải đòn khóa, thấy anh chịu được hai đòn chí mạng này, đối phương cũng bắt đầu mất tinh thần, lập tức Tư Tề phản công dã cho đối phương thối hết cả tay rồi khóa cổ thật mạnh. Chỉ vài giây sau, hắn ta đã phải đập tay đầu hàng, anh lại giành chiến thắng huy hoàng trước sự bất ngờ và đầy khâm phục của mọi người. Trong quá trình chiến đấu của Tư Tề, bố cậu luôn âm thầm đứng dưới sàn đấu quan sát, thấy con trai liều mạng như vậy, ông liền hiểu ra ý định của anh. Trong trận đấu tiếp theo, rất nhiều người đã đặt cược cho võ sĩ mới nổi như Tư Tề vì khâm phục ý chí của cậu. MC hỏi tại sao anh lại kiên trì đến thế, Tư Tề nói rằng tôi chỉ muốn cha mình biết được, vấp ngã hoàn toàn có thể đứng dậy. Ngày hôm nay tôi có thể thua nhưng tôi sẽ không bao giờ nản chí, tôi hy vọng ông ấy cũng có thể làm được. Cả võ đài im lặng như tờ, đối thủ của anh trong trận đấu này là Tử Thiên, một võ sĩ mạnh nhất hiện tại. Tuy nhiên hôm nay sư phụ của anh lại vắng mặt, thì ra đêm hôm trước lũ côn đồ cho vay nặng lãi đã tìm đến Ma Cao, bọn chúng tưởng rằng Tiểu Đan và Tiểu Thúy là vợ con của anh nên đã ra tay đánh đập. Chính Huy lập tức ra tay dạy cho lũ khốn nạn biết thế nào là lễ hội.
Tuy nhiên để bảo vệ con gái, Tiểu Thúy đã cầm dao đâm cho tên côn đồ một nhát. Với hành vi này, cô đã bị phía cảnh sát tước đi quyền giám hộ đối với con gái mình và phải vào viện tâm thần để điều trị. Chính Huy đứng ra nhận nuôi Tiểu Đan, tuy nhiên do đã có tiền án tiền sự ngày xưa nên anh không đủ điều kiện, không còn cách nào khác, cảnh sát đành liên lạc với bố của Tiểu Đan, không muốn con gái rơi vào tay chồng cũ, Tiểu Thúy đã nổi điên và đánh một nhân viên cảnh sát. Nhìn thấy cảnh này, Chính Huy vô cùng đau lòng và quyết không thể bỏ rơi hai mẹ con họ. Anh đã đưa Tiểu Thúy đến viện thần kinh để điều trị. Chính vì thế, anh không thể có mặt trong trận đấu này. Đối thủ của Tư Tề có tốc độ rất nhanh, là một thiên tài đấm bốc bẩm sinh. Chưa biết đi, bố anh ta đã dạy cho karate nên nhanh chóng hắn đã đánh cho anh không chừa phát nào. Những cú đấm rất mạnh được tuôn ra không ngừng nghỉ, làm cho Tư Tề không thể thoát ra được. Anh cố gắng khóa cổ hắn nhưng chỉ cần một pha ngửa người là đã có thể phá giải được. Anh bèn bay người khóa tay, tiếp lại bị phá khóa. Sau một hồi giao cầu võ thuật, hắn ta vẫn tỏ ra vô cùng sung sức, còn Tư Tề đã không giữ được bình tĩnh, vẫn là những pha né đòn cực nhanh. Sau đó hắn bay người đá xoáy cho Tư Tề vỡ hết cả mồm. Chân hắn tung ra cước nào thì cứ như trời giáng cước đó. Anh chỉ còn cách nhau vào khóa hắn, tuy nhiên khóa chẳng được mà còn bị hắn ta dùng chân khóa cổ lại. Hiệp một kết thúc mà không có khởi sắc gì. Tư Tề hiện đang là chủ đài, nếu đối thủ cầm hòa được hai hiệp thì chắc chắn anh sẽ thua. Không có sư phụ ở đây, anh chẳng thể nào vững tâm. Bước sang hiệp 2 vẫn là những cú đấm nhanh và mạnh, tuy nhiên Tư Tề đã bắt bài nên quật hắn ta ngã xuống. Anh dùng hai tay cố gắng khóa cổ nhưng không ngờ hắn ta lại bẻ tay anh ra được. Sau đó hắn nhấc bổng anh lên giáng xuống sàn đấu khiến ai nấy đều thót tim. Dù đau cỡ nào anh vẫn cố gắng trụ, tìm mọi cách khóa hắn ta mà không chịu buông. Hắn tiếp tục bẻ tay anh và khóa ngược lại. Lần này Tư Tề bị Tử Thiên khóa bả vai mà không thể thoát ra nổi. Trong cơn đau kịch liệt, anh nhìn thấy bố mình dưới khán đài. Không thể để bố nhìn thấy mình đầu hàng đối thủ nên gắng sức chống cự, kết quả là bị đối thủ bẻ gãy vai, chỉ còn một tay, anh không còn cơ hội chiến thắng nữa. Cuối cùng Tiểu Thiên ra tuyệt chiêu bốc mộ cuộc tình ném anh thẳng qua vai, đầu đập thẳng xuống đất gãy cả xương cổ, bị thương lần này không chết thì cũng tàn phế cả đời. Tư Tề nhập viện trong trạng thái hôn mê bất tỉnh nhân sự, cha cậu lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa khi nhìn thấy Tư Tề vì mình mà ra nông nỗi này. Nhận được tin học trò gần đất xa trời, Chính Huy vô cùng tuyệt vọng, người cần bảo vệ là hai mẹ con Tiểu Thúy cũng không bảo vệ được mà còn làm liên lụy, học trò duy nhất cũng chẳng thể thi đấu được nữa. Anh rơi vào vực sâu của tuyệt vọng, anh quyết định không thể làm cháu được nữa, lần này anh phải gượng dậy làm người. Học tập ý chí kiên cường của Tư Tề, Chính Huy liền đăng ký tham gia thi đấu đấm bốc thay chân học trò trong mùa 2. Vì mẹ con Tiểu Thúy, vì chính bản thân và vì đệ tử liều mạng, anh phải quay trở lại võ đài một lần nữa. Kỹ năng và kinh nghiệm Chính Huy đều có, điều quan trọng nhất lúc này chỉ là thể lực, đeo 3.000 bậc thang mỗi ngày để tăng cường cơ chân, dùng tạ thay cho găng tay để tăng sức mạnh nắm đấm, gánh thùng phi trong tư thế biến thể của squat, đồ kéo địa sát để tăng cơ cổ, hóa giải các đòn khóa của đối phương, ôm vật nặng chạy dọc biển đông dậy sóng, vấp ở đâu Chính Huy đứng dậy ở đó. Bạn thân chửi anh là đồ óc chó anh cũng không quan tâm, 48 tuổi rồi còn lên võ đài đấu với trai trắng tuổi đôi mươi thì khác gì nằm mạng. Tuy nhiên đã đam mê thì mẹ có đấm vào mồm thì vẫn cứ đam mê, tự mình làm huấn luyện viên cho chính mình. Chính Huy luyện ngày luyện đêm không ngừng nghỉ để lên sàn quyết đấu sinh tử một phen. 20 năm qua anh đã sống như một kẻ vô dụng, hại người hại mình đủ kiểu, kể từ ngày hôm nay anh không thể để phí cuộc sống này được nữa. Chỉ trong thời gian ngắn anh đã lấy lại được phong độ ngày nào mà mình đã đánh mất từ lâu. Lúc này Tư Tề ở viện cũng đã dần hồi phục, biết được sư phụ quay lại sàn đấu là vì mình, anh vô cùng cảm động. Bước lên sàn đấu, trước mặt Chính Huy là Tử Thiên, một đương kim vô địch trẻ khỏe và đầy dũng mãnh. Mọi người không coi trọng Chính Huy vì anh đã gần 50 tuổi, tuy nhiên họ lại không biết rằng thứ mà Tử Thiên không bằng anh đó chính là kinh nghiệm và sự bình tĩnh. Cựu quyền vương của 20 năm trước nay đã quay trở lại sàn đấu. Chính Huy xông lên dùng cánh tay chịu một đòn của đối thủ để thử sức mạnh nắm đấm của cậu ta, đó gọi là ngoại giao trước quân sự sau. Tiếp theo anh bắt đầu phản công, Tử Thiên liên tiếp ăn hai cú đấm mạnh nhưng sự trai trẻ của anh ta quá tốt, không những không si nhê mà còn bắt đầu phản công, đầu gối và cù trỏ của anh ta quá lợi hại, lợi dụng sự cường tráng của cơ thể, Tiểu Thiên liên tục giã những đòn chí mạng vào chỗ hiểm của Chính Huy. Cựu quyền vương cũng không phải khổ vừa, anh cố gắng khắc chế rồi phản công kịch liệt để phá giải, hai bên ăn miếng trả miếng dẫn đến cả hai đều trở thành người có máu mặt. Những phút cuối cùng Tử Thiên quần ngã Chính Huy, sau đó anh đã phạm một sai lầm để hắn dùng tuyệt chiêu đắp mộ cuộc tình, đây chính là cách hắn đã khiến Tư Tề bị tàn phế. Tưởng rằng hai thầy trò quả này chôn chung một hố nhưng thần chết đã ưu ái anh, vừa hai hiệp đấu kết thúc nên anh bị thả xuống. Trận tiếp theo Tử Thiên điên cuồng tấn công, cả hai nhanh chóng đã vào thế khóa gọng kìm, một lần nữa hắn lại có cơ hội dùng tuyệt chiêu đắp mộ cuộc tình. Chính Huy liền đứng tấn, khi bị nhắc lên cao thì giã thẳng vào mặt hắn ta hóa giải tuyệt kỹ này. Tử Thiên lại bất ngờ lộn người tóm chân khóa Chính Huy khiến anh đau như xương cốt. Hắn định bẻ gãy chân anh nhưng anh đã dùng vài phát đạp để hóa giải. Chính Huy đứng dậy được đã điên cuồng tấn công hắn ta từ phía sau. Tuy nhiên một lần nữa anh lại bị bẻ ngược bả vai phải. Lần này ông bà có độ kiểu gì cũng không thoát được. Bạn bè bảo anh đầu hàng nhưng Chính Huy không có ý định này. Anh bắt đầu dùng hết lực để làm chật khớp vai khiến đối phương kinh ngạc. Thì ra anh muốn lợi dụng thói quen bị chật khớp vai nhiều năm để hóa giải đòn khóa này. Sau đó bất ngờ tung cước đấm bằng tay trái cho hắn vỡ mồm con chó xồm và rồi một pha knock out khiến Tử Thiên ngất trên cành quất. Anh ấy thắng rồi. Kỳ tích ở tuổi 40
28 đã truyền cảm hứng động lực cho tất cả mọi người. Tư Thầy chưa khỏi cũng đứng bật dậy vui mừng hét lớn. Trình Huy dùng hết tiền trả nợ rồi quay về với mẹ con Tiểu Thúy. Đáng tiếc là cô bé đã phải đi theo bố đẻ của mình nên chẳng thể ở bên cạnh anh được nữa. Ngoài việc chăm sóc Tiểu Thúy trong viện tâm thần, Trình Huy vẫn là anh lao công lau sàn buồng tập. Một giọng nói quen thuộc vang lên là đệ tử của anh. Tư Thầy đã hoàn toàn bình phục. Giờ anh trở thành vua đấm nhau. Hai người bắt đầu giao cấu. Sư phụ dạy kỹ thuật cho học trò dạy ý chí cho sư phụ. Hai nhân vật chính của bộ phim này đều không phải cao thủ mạnh đúng nghĩa. Một người là trẻ trâu học đấm bốc, một người là cựu quyền vương nhưng đã quá già. Tuy nhiên sức mạnh của người đàn ông không phải nằm ở cú đấm, cũng chẳng phải nằm ở cơ bắp to lớn cỡ nào, mà là ở ý chí vươn lên, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ người mình cần bảo vệ. Đời chỉ sống một lần, hãy làm việc mà mình thích, yêu người mà mình yêu, đừng để phí một giây phút nào của cuộc đời chỉ vì sợ người khác nhìn vào, hãy là chính mình và yêu tôi đi. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi, link phim mình để trong mô tả để các bạn có thể xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người, I love you Trịch Trịch. Bye bye!